Vào mùa mưa các bạn ạ, thì bây giờ mình cũng đi hái ngô đây, ngô này để mình chuẩn bị cho đất ăn. Trời đang mưa cũng rất là to luôn mọi người. Đây mình sẽ quay cho mọi người xem luôn. Con lợn đen này, lợn đen miền Bắc đây mọi người này. Những con này thì mình không bao giờ cho ăn cám này mọi người. Mình chỉ có cho là ăn ngô, ăn bột, ngô với lại ăn khoai sáng, ăn rau. Ở trong thì chuồng này cũng có vài con nữa. Đây nữa, ở bên kia nữa đang thả một con bé bé ở đây nữa. Nói chung là cũng không phải là nhiều nhưng mà cũng đủ nuôi rồi. Đây ngô vừa mới chín, mình vừa mới để ngô về cho lợn ăn. Tại tí nữa tạnh mưa rồi thì mình sẽ cho ăn sau. Chả biết là con lợn đen này thì bây giờ giá cả thị trường lại thấp hơn con lợn hơi thì cái này thì mình cũng chịu luôn rồi. Chả biết là như nào. Đây hai con này, hai con này cũng rơi vào khoảng 50-60 cân rồi. Ở ngoài kia cũng có, ở chuồng bên này cũng có, ở ố bên này cũng có hai con bé bé nữa. Bây giờ mình sẽ cho chúng nó ăn tạm. Hai con này bình thường mà ăn ngô ấy thì ăn khá là nhiều luôn. Để cho nó ăn ngô như này này, muốn mà nó lớn nhanh thì mình phải cho nó ăn ngô khoang như này trước, ngô bát này trước, sau đó thì mình nấu thêm bột. Rồi mình nấu cái ngô này mình sắc ra không, mình nấu bột ấy. Rồi mình cho nó ăn thêm vào thì nó mới to lên được. Thời tiết thay đổi ho quá mọi người. Rồi giờ hai bạn ăn tặng như thế này nhá. Trời mưa cũng đang rất là to mọi người. Thì bây giờ mình sẽ bảo lại cái chuồng cũ để bác một con. Vì không phải cái mình bán mà mình bác về thì mình cho anh trai thì mình cúng. Chắc chắn là video này sẽ cũng sẽ có tích canh cho mọi người xem rồi. Mọi người cũng sẽ cố gắng chờ để xem người dân vùng cao mình đánh tích canh như nào nhá. Đây, mình sẽ bắt hai con này. Khả năng là mình sẽ bắt con bé tí này. Con này phải rơi vào tầm khoảng hơn 10 cân rồi. Nhìn chỉ như này thôi nhưng mà khả năng là rơi vào 10 cân, là hơn 10 cân. Con to này phải rơi vào 15 cân rồi. Mình vừa bắt xong rồi mọi người. Mình vừa bắt xong thì bây giờ mình cũng cho con còn lại ăn. Con này là con cái. Đây, cho ăn tạm. Con này là con đực. Còn đây là đàn gà, đàn vịt của nhà mình. Ở đây thì mình làm một cái láng, dựng cái láng này, chuồng gà chuồng lợn.
Ở đây còn là rừng với rừng thôi mọi người. Từ nhà mình về đây thì phải rơi vào 5 cây số hoặc có khi là hơn một chút. Đàn gà đàn ngan của nhà mình đấy. Tại vì là bây giờ con gà cũng đi ăn hết được muộn rồi. Bây giờ mưa đang rất là to luôn. Một số cũng đi dần ăn hết được. Cũng như con chó to to này cũng phải rơi vào tầm khoảng 3 cân hoặc là 4 cân gì đó. Đây là con gà đen xương nha mọi người nha. Đây là gà đen xương chỉ háng luôn đấy nha. Trời đã mưa rất là to luôn. Thì bây giờ khả năng là mình sẽ về nhà. Đường về nhà của mình là đây này. Đường này này. Bây giờ đường rất là trơn luôn mọi người. Mình dám nói thật sự là bây giờ cũng rất là khó mà đi. Ví dụ như là một người bây giờ đẩy cái xe nữa, con lợn đây nữa. Khả năng là đi ra về nhà phải rơi vào 30-40 phút. Lợn này nặng quá. Ôi, đường này mọi người này. Không có ủng là không bao giờ đi được. Có ủng là khó đi. Này mà đi xe thì khóc luôn đấy. Đến bản mình là này, mùa mưa. Bây giờ là mùa lạnh rồi, mùa đông. Đường phải nói là cực kỳ chân luôn. Bùn. Bùn trâu vào là bùn phát. Nặng quá. Chị xả lưỡi. Ý tôi mua cho bạn đi chơi. Nhanh. Cho bạn một nhỏ to về nó chơi. Có gì rồi đó. Khiêu cho lâu, đỡ lại. Khiêu cho một bà. 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 Chào mừng đỡ có một chút lên mà chút chút này có đi. Chị bỏ mất tư ế. Chúng ta kia chỉ chút này bị chất khó sống mà. Thế thế không phải sợ thế không? Nên một phần đâu, thêm thế câu. Đàm. Ông một tay muốn gì mỏi. Biết không? Chắc bố chị chờ một tay muốn gì mỏi. Bà đây mẹ, em
chắc chí rồi. Lâu chứ còn một là một phần cá cá thì cũng không ra sáng rồi à. Có một cái ổ thơ ổng vô dễ bị hơ hả? Nhạ hả? Có một trong nó ảnh vô vô. Lô, có kia, nền gót xa rồi kia mua. Gì nữa? Thế một cái lúa nằm mơ. Thế ơ. Cái lúa? Thế. Có một con lúa lúa dễ hả? Cho 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 nó. Như vậy như vậy. Như vậy ăn tiền nó. Như vậy ăn tiền cho chua. Chị ơi, nhớ sao mà lại quay về, mà lại quay về rồi. Ai giúp cho nhìn quay về. Lộc đai là có lộc đai kìa. Nó mỏ mỏ, ừ, mỏ mỏ nó có cả. Nó một thuần mẹ. Cho nhà 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 nó cười. Sao cho chứ 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 chứ